Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi đang có mặt tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam trên đất Philippines. Hiện nay thì đội tuyển của chúng ta đã có mặt từ rất sớm mọi người ạ. Tại vì Philippines đường rất tắc, do vậy đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta đã phải di chuyển rất nhanh, rất sớm đến đây trước giờ tập khoảng 30 phút các bạn ạ. Một sự chuẩn bị có thể nói rằng là rất kỹ càng đến từ vị trí của các cầu thủ U22 Việt Nam. Phía trước mặt của chúng ta là Quang Hải mọi người ơi. Đây chính là Quang Hải và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Chính xác là U22 Việt Nam. Xin chào mọi người nhá. Rồi. Ok. Mọi người thấy mạng ổn định chưa? Hiện nay thì U22 Việt Nam của chúng ta đã đến từ rất sớm tại sân tập ở sân Rizal Memorial ở Philippines chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Và đây cũng là nơi mà các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở trận bán kết. Trận bán kết sẽ diễn ra ở sân này và chung kết cũng diễn ra ở sân này luôn. Rồi. Ok, xin chào mọi người nhá. Đây là huấn luyện viên thể lực của chúng ta này, Park Sung Hyo, trợ lý Lee, thầy Park, chú Lê Huy Khoa. Vâng, như vậy là theo lịch tập 5:15 chúng ta bắt đầu tập và các cầu thủ chúng ta bây giờ đã có mặt từ rất sớm. Có lẽ đây là một sự chuẩn bị cần thiết bởi vì ở Philippines rất tắc đường mọi người ạ. Xin nhắc lại, Philippines tắc đường cực kỳ luôn. Và ví dụ như một quãng đường, ví dụ như chúng tôi vừa di chuyển mất 3 tiếng đồng hồ cho 30 km, chúng tôi đã di chuyển từ sông động này sang sông động kia để theo dõi tình hình giao thông ở đây. Sân tập này thì vẫn đang bắt đầu. Xin chào Vũ Tú. Rồi, xin chào mọi người nhá. Đây này, các cầu thủ của chúng ta đều đã ở đây hết rồi. Đó, mọi người có thể quan sát được. Đấy là Quang Hải và rất nhiều những cầu thủ của chúng ta đang chờ đợi đến giờ tập cũng như là chuẩn bị cho cái phần khởi động của đội tuyển U22 Việt Nam. Nên nhớ rằng đây là buổi tập đầu tiên và hiện nay thì đang có một đội khác tập ở trên sân. Nhiều khả năng đó là một đội, cũng là một đội bóng đá hoặc là một tổ trọng tài gì đó. Đây, họ đang tập ở trên sân. Còn huấn luyện viên Park vẫn đang đứng trao đổi với trợ lý Kim Jan Hun của mình. Đó, mọi người thấy không? Có một đội khác đang tập. Chúng ta 5:15 mới bắt đầu tập, các cầu thủ đến rất sớm, một cái phong thái rất chuyên nghiệp và chu đáo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Xin chào bạn Đỗ Như Kiên nhá. Xin chào quý vị khán giả của Next Sport. Mọi người đừng quên like fanpage và theo dõi subscribe kênh YouTube Next Sport để đồng hành cùng với cả đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games. Rồi, xin chào mọi người, nhìn này. Đấy, Quang Hải rất cute và dễ thương luôn. Bọn mình sẽ không đến gần. Bọn mình muốn các cầu thủ có một cái khoảng thời gian riêng tư và cũng là một chỗ để các cầu thủ có thể tập trung hơn. Báo chí cũng không nên quá đến gần. Bọn mình sẽ gửi những thông tin từ khoảng cách như thế này đến với mọi người. Hà Đức Trinh đây rồi. Hà Đức Trinh và Tiến Linh. Tiến Linh đang mặc áo số 13. Quang Hải vẫn số 19. Rồi. Xin chào mọi người nhá. Đình Trọng không đi bạn Nam Đình ơi, Đình Trọng không tham dự SEA Games bởi vì chưa bình phục chấn thương. Đó. Xin chào bạn Phương Nam Nguyễn. Sân ồn quá, chính xác bạn ơi, sân này vẫn đang sửa đây này. Sân vẫn đang sửa. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem sân nhé. Sân này vẫn đang sửa. Đấy, vẫn đang sửa. Đó. Ok. Đây này. Các cầu thủ của chúng ta, đấy, mọi người thấy không? Trọng Hùng số 17, đấy, xin chào bạn Canh Đen. Nhìn khí thế này đã biết là vô địch rồi. Chúng ta đến từ rất sớm. Để làm các công tác ở đây. Và huấn luyện viên thể lực của chúng ta đây rồi. Có lẽ các cầu thủ chúng ta đang chuẩn bị mặc những chiếc áo, những cái thiết bị để đo thể lực trong ngày đầu tiên luyện tập ở đây. Đội tuyển của chúng ta thì đặt chân đến sân bay tại Philippines vào tối ngày hôm qua mọi người ạ. 7:10 tối ngày hôm qua thì máy bay hạ cánh và bây giờ thì đội tuyển đang chuẩn bị có buổi tập đầu tiên trên đất Philippines. Đấy. Rất là đáng yêu luôn. Rất là đáng yêu. Mọi người nhớ thả tim nha và chia sẻ để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta giành một thành tích tốt tại SEA Games năm nay. Trọng Hoàng ngày hôm nay có đăng một bức ảnh rất đáng yêu. Bức ảnh rất đáng yêu của Trọng Hoàng đó là anh mới 22 tuổi thôi. Bức ảnh thực sự là vui. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh đang là những cầu thủ U22 Việt Nam. Chúng ta đang chuẩn bị có buổi tập đầu tiên ở trên sân vận động Rizal Memorial
ở Philippines. Các cầu thủ đang, chúng ta có thể thấy rằng đây là cảnh tượng cởi trần mặc quần đùi Servin. Họ đang mặc những thiết bị rất tối tân để chuẩn bị bước vào buổi tập đầu tiên. Mọi người lưu ý rằng là buổi tập này diễn ra vào lúc 5 giờ 15 nhưng đội tuyển chúng ta đã đến từ rất sớm, 4 giờ 35. Tức là chúng ta đã đến trước khoảng tầm hơn nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì ở Philippines tắc đường rất căng thẳng. Xin nhắc lại, tại Philippines thì tắc đường như chương trình giờ cao điểm. Do vậy là thầy trò Vip Parser đã chuẩn bị cực kỳ kỹ càng để đến đây trước hẳn khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ để có thể đảm bảo không bị sự cố nào xảy ra, bởi vì buổi tập chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Và toàn bộ các cầu thủ U22 Việt Nam hiện nay chúng ta thấy vâng, cao to, đẹp trai, trắng trẻo, khỏe mạnh, vui vẻ, thoải mái, tâm lý đều rất tốt, thể lực cũng rất sung mãn. Sau buổi tối ngày hôm qua thì các cầu thủ đã thực hiện một bữa ăn hải sản tại khách sạn. Thưa quý vị các bạn, thực đơn toàn hải sản tại khách sạn Zen Hotel ở Philippines. Và nhìn ai nấy cũng đều rất sung mãn. Và phía trước chúng ta có thể quan sát được Trọng Hùng số 17 đang ra tâm sự với cả Hùng Dũng. Và Hùng Dũng và Trọng Hùng, hai người đang tâm sự với nhau. Và hai người đều có chữ Hùng ở tên. Và Trọng Hùng rất tươi. Và một cái hàm răng khểnh, chúng ta có thể thấy rằng là không phải khểnh cả hàm, khểnh hai cái thôi. Còn chúng ta quan sát thấy thầy Ly, thầy vẫn đang ngồi đây và rất trầm tư. Đó, đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đang cực kỳ vui vẻ mọi người ạ. Cực kỳ vui vẻ và rất thoải mái. Đó, thậm chí Tiến Linh còn vừa thực hiện một động tác giống như giáng long thập bát trưởng. Rồi, mọi người hiện nay có thể đang theo dõi video này, có thể gửi lời chúc, gửi comment, gửi lời chúc đến đội tuyển U22 Việt Nam. Và mọi người đang ấn tượng với nhất ai thì mọi người comment nhé. Thầy Park đây, thầy Park của chúng ta vẫn đây. Đấy, thầy Park đợt này đã tính toán rất kỹ và đến rất sớm. Xin nhắc lại, đội tuyển chúng ta đến rất sớm. Và rất có thể là điều đấy cũng báo hiệu rằng là chúng ta sẽ giành huy chương vàng sớm hơn dự kiến. Có thể thậm chí là trong trận đấu chung kết, chưa đến phút 90 chúng ta đã biết chúng ta nhận được huy chương vàng rồi. Kiểu như vậy, ngày hôm nay đội tuyển chúng ta đang có một cái trạng thái tâm lý quá tuyệt vời. Và nếu như tất cả đã sẵn sàng thì chúng tôi xin tạm ứng một tràng pháo xe để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trên đất Philippines. Rõ ràng là mặc dù đến Philippines, một nơi mà có rất nhiều hơi hướng châu Âu, nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn giữ được một tinh thần cực kỳ Việt Nam ở đây. Đó. Rồi, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Đừng quên ấn nút chia sẻ hết cỡ nếu các bạn tin rằng U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Đó, Tiến Linh, người mà đang suy nghĩ xem sẽ ăn mừng như thế nào khi lập siêu phẩm ra. Và còn đây là Hùng Dũng. Hùng Dũng đang di chuyển ra bên này. Hùng Dũng đang di chuyển một mình ra khu vực sân. Đấy, Dũng đang ngắm sân các bạn ạ. Đấy, Dũng đang ngắm sân, soi sân xem tình hình như thế nào. Xem sân này thì Dũng sẽ chạy với tốc độ bao nhiêu. Kante phiên bản Việt Nam rất trầm tư. Đó, và mọi người nhớ thả tim cho đội tuyển chúng ta nhé. Thầy Park đang tranh thủ gọi là ngủ một tí. Đây là một trong những môn võ công rất lợi hại trên thế giới, tức là vừa đứng vừa ngủ. Xin chào bạn Giá Như nhá. Ok, mình đang ở đây rồi. À, thầy Park đang ở bên này. Xin chào Đàm Việt Hùng nhá. Ok. Xin chào Văn Sơn. Tiến Linh này này. Ok. Cùng cố gắng nha, chúng ta sẽ cùng cố gắng để cổ vũ hết mình dành cho U22 Việt Nam đợt này. Mọi người muốn hỏi các cầu thủ điều gì? Mọi người muốn hỏi các cầu thủ điều gì, mọi người comment nhé. Mình sẽ có thể hỏi giúp các bạn tại đây luôn. Đấy, tình hình các thứ. Rồi, đúng rồi. Thực ra là ở cái giải đấu này thì mình nghĩ rằng là bét nhất nhé, tức là đuối nhất thì chúng ta cũng giành ít nhất là huy chương vàng. Đấy, huy chương vàng. Không thể giành cái huy chương nào khác cả, chỉ có thể giành huy chương vàng thôi. Rồi, xin chào Quân Inbox. Mọi người gửi lời chúc có bằng cái cách comment ở bên dưới nhá. Bên này bây giờ hiện tại đang là 5 giờ kém 10 mọi người ạ. Xin lỗi mọi người, mình nói một cái câu này nó hơi ngoài lề, nhưng mà các bạn nữ bên này không được xinh cho lắm. Thực sự không được xinh cho lắm. Vâng, Tiến Linh đang khoe đùi của mình rồi. Vâng. Rồi, ai cũng biết là Tiến Linh khá trắng á. Ok. Mọi người câu hỏi gì không ạ? Xin Facebook Trọng Hoàng. Vâng, Facebook Trọng Hoàng, bạn search Trọng Hoàng ở trên Facebook và có tích xanh nhé, thì đấy là Facebook Trọng Hoàng. Đấy. Xin chào bạn mọi người. Ok, Phan Văn Đức không được đá bạn nhé. Phan Văn Đức thì một là quá tuổi, và thứ hai Phan Văn Đức vẫn đang chấn thương dây chằng, đang hồi phục. Đấy. Mọi người đợi chút để tôi sẽ đăng một cái video lên fanpage cho Hoành Tráng.
Xin chào Xuân Bắc. Vâng, như vậy thưa quý vị và các bạn, đã có danh hài Xuân Bắc đang theo dõi chúng ta. Vâng, như vậy là Nam Tào trong Táo Quân đã theo dõi chúng ta rồi. Đấy, ok. Mọi người nhá, bây giờ mọi người sẽ cùng comment câu hỏi mọi người muốn gửi đến đội tuyển. Mình sẽ tí nữa mình sẽ trả lời từng câu một. Bây giờ xin một đây thời gian để mọi người comment và thả tim. Bây giờ là thả tim này, chúng ta không bấm like nữa mà thả tim và bấm nút chia sẻ với đội tuyển Việt Nam. Rồi, sân này là sân cỏ nhân tạo nhá mọi người. Các bạn ơi, đây là sân cỏ nhân tạo. Xin chào Mạnh Di. Bây giờ nhá, tôi sẽ zoom vào để mọi người ngắm các cầu thủ này. Tôi sẽ zoom vào để mọi người ngắm các cầu thủ nhá. Đây, các cầu thủ chúng ta đang ngồi đây. Đấy, mọi người cùng ngắm các cầu thủ nhá. Hơi mờ một chút thôi nhưng mà mọi người vẫn nhìn được rõ các cầu thủ chúng ta. Đấy, mọi người thấy ai đẹp trai nhất nào? Xin mời comment nhá. Mình thấy Trọng Hùng tương đối đẹp trai đấy. Mọi người đợi một chút nha, mình sẽ ra hỏi thăm sức khỏe thầy Park một chút. Sau đó mình sẽ quay lại live stream với mọi người. Thầy Park đây rồi, rất đáng yêu. Rồi, thầy Park đang đứng ở đây mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Mình sẽ cùng thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh chính là huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển U22 Việt Nam. Ông đang đứng để chờ đến giờ tập. Hiện nay thì mới chỉ là 5 giờ kém thôi và chúng ta sẽ tập vào lúc 5:15. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cảm thấy rất là thoải mái bởi vì đội của ông đã đến trước và tránh được cái tình trạng tắc đường. Từ khoảng cách đội tuyển đến đây thì nếu như đi mà đường không tắc thì đi chắc khoảng 15-20 phút, nhưng nếu mà có tắc đường thì có thậm chí là phải 1 tiếng đồng hồ. Và đây là một sự chuẩn bị rất là tốt. Như vậy nên với việc di chuyển sớm như thế thì đội tuyển U22 Việt Nam ngày hôm nay đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ cái giấc ngủ trưa của các cầu thủ cũng sẽ phải ngắn hơn so với thường lệ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng các học trò của đội tuyển Park Hang-seo vẫn đang nói chuyện với nhau rất rôm rả. Thầy Park đã quyết định rút ra trong túi một cái tờ giấy và trong này có thể sẽ là những cái ý đồ hoặc là những cái truyền đạt của thầy đến với các học trò. Và thầy vẫn đang quan sát sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola theo phong cách của Jose Mourinho, tân huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur. Như vậy là thầy quyết định đã gặp vào rồi. Và như vậy tình huống vừa rồi thì là tình huống có lẽ là mang tính chất giết thời gian của việc Park Hang-seo mà thôi. Thầy đang chờ đợi một đội khác tập xong ở sân này thì thầy sẽ cho các học trò lao vào tập. Mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng và nếu như tất cả đã sẵn sàng thì chúng tôi xin tạm ứng một tràng pháo like. Thưa quý vị và các bạn, thầy Park tiếp tục có một dáng đứng này. Đây là một dáng đứng nếu như trong gọi là trong các cái bộ phim kiếm hiệp người ta gọi là dáng đứng trường tồn. Và vừa rồi là tình huống nhất dương chỉ đối với cả vị trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Vâng, nhất dương chỉ. Một cú nhất dương chỉ đối với trợ lý Lê Huy Khoa. Và bây giờ có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục đưa ra một chiêu thức tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy thầy Park đã quyết định lấn vào chỗ học trò, check khu vực ngồi của ban huấn luyện. Vâng, xem bàn làm bằng gỗ gì có chắc hay là không. Và đang có một sự trao đổi giữa thầy Park và trợ lý của mình. Có lẽ thầy Park đang bảo trợ lý của mình đi hỏi xem là đội kia bao giờ tập xong để có thể chuẩn bị kế hoạch tập chuẩn nhất cho U22 Việt Nam. Và anh kia đang báo cáo lại là ok. Và như vậy là có một cái lọ thuốc đã được một bác sĩ cũng là trợ lý của thầy Park mang đến xịt ở chân thầy. Vâng, xịt ở chân thầy luôn. Đây có lẽ là một cái lọ thuốc xịt chống muỗi. Vâng, thầy Park cũng là một người mà có thể coi rằng là thầy cũng không thích muỗi động vào người của thầy. Vâng. Đấy. Rất hay. Hoặc cũng có thể là một loại thuốc gì đó để giảm đau gì đó dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Rất tình cảm. Huấn luyện viên Lee rằng gì? Vâng, Lee rằng gì? Thầy Lee cũng quyết định là xịt một cái vào chân. Thưa quý vị và các bạn, thầy Lee cũng quyết định là xịt một ít xịt vào chân cho có thể là thơm chân và tránh cho muỗi lao vào cái khu vực chân của thầy. Vâng. Những người thầy đến từ Hàn Quốc có thể thấy rằng là rất cẩn thận. Vâng, hay quá, thầy Lee thậm chí còn xịt toàn gọi là phun chân luôn. Đó,
Còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì lại tiếp tục ra và khoanh tay. Đây là một cái chiêu thức khác, có lẽ đây là chiêu thức ở phái võ đan, người ta gọi là khoanh tay nhìn thiên hạ, chính xác là khoanh tay lườm thiên hạ. Và còn dáng đứng này thì chắc chắn là dáng đứng không phải là dáng long thập bát chửa mà là thớt ti thập bát chửa. Thớt ti ở đây có nghĩa là 30, suy nghĩ 30. Và thớt ti thập bát chửa, tại sao chúng tôi lại gọi là chửa? Bởi vì thầy Park cũng có một quả bụng khá là nhiều lipid. Nói vui như vậy thôi, nhưng mà thực sự là thầy vẫn rất khỏe ở độ tuổi này, sinh năm 1959, mà thầy hiện nay vẫn rất khỏe và minh mẫn tỉnh táo như này, và khiến cho nhiều huấn luyện viên phải cay đắng. Thì có thể nói rằng IQ là rất cao rồi, tuyệt vời. Mọi người bấm like cho thầy Park nhé. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi tiếp tục với luồng live stream ở trên Nextport. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị khán giả. Rồi, cảm ơn Danny Đô. Tôi xin đây là thầy Park này. Đấy, còn bên này thì tôi xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu, đây là chính là đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Đấy, xin chào mọi người. Mọi người ấn nút chia sẻ hết cỡ nha, để cổ vũ dành cho U22 Việt Nam vào thời điểm này. Rồi, xin chào bạn Qua Bếp, hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện chúng tôi đang nhìn thấy, đó là Thanh Thịnh này ngồi cạnh những bên kia, mọi người nhìn thấy đấy, Trọng Hùng đấy. Thành Trung đang ngồi rất cao, có lẽ bởi vì chiều cao của mình cũng rất cao nên Thành Trung không thể ngồi thấp được. Trước Thành Trung thì có lẽ là Bùi Tiến Dũng, áo xanh là thủ môn Bùi Tiến Dũng, rồi các anh em khác của đội tuyển U22 Việt Nam. Tiến Linh đang ngồi ở vị trí gần cái cặp da cam, một vị trí ngồi có thể nói rằng khá đích đạc của Nguyễn Tiến Linh. Rồi, xin chào Nguyễn Tất Đạt nhá, xin chào khán giả Nguyễn Tất Đạt, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, xin chào bạn Tuệ Phương. Xin chào Nguyễn Duy nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn Cao Thiên. Mọi người bây giờ có ai có câu hỏi gì không? Mình sẽ trả lời luôn này. Ok, câu hỏi gì đấy cho đội tuyển mình sẽ trả lời luôn cho mọi người nhá. Ở bên này thì mạng khá chậm mọi người ạ. Ok, như vậy là đội tuyển chúng ta chuẩn bị tập rồi mọi người ơi. Xin chào Trần Hùng Dung nhá. Quang Hải có mọi người ơi, có chứ sao lại không có Quang Hải. Quang Hải chắc chắn có, nhưng mà bây giờ Quang Hải, tức là Quang Hải có chiều cao hơi thấp nên là khi mà ngồi mà chúng ta sẽ thấy là lọt thỏm. Thế như vậy tí sẽ thấy Quang Hải. Xin chào Trần Thị Phượng nhá. Đây là ban huấn luyện, thầy Park đang trao đổi với các trợ lý của mình ở đây. Đấy. Cảm ơn Huy Nguyễn nha, hiện nay tiếng hơi ồn bởi vì lý do là sân này vẫn đang thi công các bạn ạ. Sân này 25 đá rồi, nhưng mà bây giờ vẫn đang thi công, rất mệt mỏi. Có Đoàn Văn Hậu nha mọi người ơi. Đội sắp đến giờ tập rồi. Khoảng vài phút nữa thôi thì đội sẽ bắt đầu tập mọi người nhá. Huấn luyện viên thể lực của chúng ta này, Park Sung Kyu. Rồi, cao thủ thì mình không quay gần được. Hôm nay đang có hai người ngồi đây chắn và hai người sân đang chắn nên chúng tôi cũng không thể quay được quá gần của đội tuyển nữa mọi người ạ. Rất mong mọi người thông cảm. Tôi cũng không biết làm thế nào để hai người này ra khỏi vị trí này, đấy là chỗ của họ và đội tuyển chúng ta đang hơi khuất tầm nhìn. Đấy, ok. Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chúng ta sẽ quay thầy Park nha, xem thầy Park đang trao đổi cái gì. Vâng, thầy Park đang trao đổi một chút. Cảm ơn bạn Ngô Tiến Tuân, bạn có hỏi là sau đợt này có hai tiền đạo thôi à? Bởi vì chúng ta danh sách có 18 cầu thủ 22 tuổi và hai cầu thủ quá tuổi. Nên là việc lựa chọn các nhân sự cũng đều phải rất tối ưu mọi người ạ. Chúng ta đá 2 ngày một trận. Vâng, nhựa Đức Trinh đã kéo Văn Hậu lên rồi. Chúng ta thấy Quang Hải chưa? Đây, số 19 này. Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Trinh, đó, Thanh Sơn, Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, rồi Trọng Hùng, Thành Trung, Tấn Tài. Vâng, như vậy là thầy Park sẽ có một chút dặn dò trước khi trận buổi tập ngày hôm nay diễn ra. Như thường lệ, thầy Park sẽ dặn dò các học trò của mình. Thầy Park đang đếm, đang điểm danh xem đủ chưa.
Ok, mình sẽ dịch lời thầy Park nhé. Rồi, các bạn thấy thế nào? Ngày hôm nay thì chúng ta đã đến đây từ rất sớm và chúng ta chuẩn bị có buổi tập đầu tiên tại Philippines. Các bạn phải biết rằng là chúng ta sẽ tập ở phần sân bên dưới kia khi mà họ hoàn thành, tức là khoảng tầm 15 phút nữa khi mà họ hoàn thành cái bài tập một đội khác đang tập ở kia. Khi nào họ hoàn thành cái bài tập đó thì xin mời các bạn sẽ cùng với cả huấn luyện viên và ban huấn luyện ra kia để chúng ta di chuyển làm phần khởi động, sau đó sẽ tập luyện. Rồi, mình đang dịch lời thầy Park nha, không có công phượng các bạn Huỳnh An ơi. Vâng, thầy Park vừa nói về điều đầu tiên. Thầy Park đang bảo rằng thời tiết ở đây thì trời sắp tối rồi, do vậy một lát nữa tập sẽ phải rất khẩn trương, mọi người cần phải tập trung. Mỗi ngày tập, mỗi buổi tập cũng như là một trận đấu, chứ không chỉ đơn thuần là một buổi tập. Do vậy các bạn hãy chuẩn bị tinh thần là mỗi buổi tập như là vào một trận đấu, tất cả phải hết sức tập trung. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải tận dụng từng thời cơ một. Vâng, như vậy là thầy vừa chỉ nhóm đầu tiên. Xin chào bạn Trần Hạnh nhá. Xin chào mọi người nhá. Đứng phải chọn chỗ để chọn một chỗ để nó có mạng tốt nhất. Đấy, global nó bị kiểu. Cảm ơn Nhi Lê, bạn đang không có công phượng nhé bạn nhá. Đây là SEA Games và đây là đội tuyển U22 của chúng ta. Đây rồi, Quang Hải này. Đấy. Ok, thầy Park đang có những sự trao đổi riêng với vị trợ lý của mình. Các cầu thủ của chúng ta đã được chia nhóm và bây giờ sẽ khởi động trước. Chúng ta sẽ khởi động trước, sau đó sẽ lao vào buổi tập. Đây, xin chào Trần Thị Phượng. Không có, chính xác không có số 10. Số 13 hiện nay đang đeo. Lúc ấy tôi nhìn thì nếu không nhầm thì đó là Tiến Linh. Chính xác là như vậy, số 13 là Tiến Linh mọi người nhé. Đây, thầy Park đang trao đổi riêng với trợ lý của mình. Vâng, thầy Park đang muốn rằng là hỏi xem thời gian cái đội đang tập ở sân bao giờ kết thúc chính xác để có thể sắp xếp cho đội tuyển Việt Nam tập một cách chuẩn xác hơn. Tại vì chúng ta cần cả một không gian sân để tập luyện làm quen với cả cái mặt sân này. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Xin chào Bùi Ngọc Dung nhé. Rồi, Tiến Linh số 22 chính xác, nhưng mà hiện nay thì Tiến Linh đang đeo tạm số 13 mọi người nhé. Ở sân tập thì Tiến Linh vẫn đang đeo tạm số áo thôi. Và cao thủ đang tập cái bài tập với một chiếc dây cao su đàn hồi. Đây là một bài tập cũng rất thú vị của huấn luyện viên Park Sung Gil. Tuyển thủ của chúng ta đang tập luyện một bài tập rất thú vị bằng một cái sợi dây cao su đàn hồi, một bài tập liên quan đến cơ. Rồi, cảm ơn bạn Lương Thị Điệp đã gửi thông điệp và một comment rất là hay dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là các vị trợ lý của U22 để làm công tác hậu cần và hỗ trợ các tuyển thủ của chúng ta. Đoàn U22 chúng ta đợt này sang SEA Games cũng khá là đông mọi người, khá là đông. Rồi, xin chào bạn Trần Nguyên. Đúng rồi, sân nhân tạo đây. Mình sẽ cho các bạn xem mặt sân. Đây, đây chính là mặt sân cỏ của chúng ta. Ở phía xa thì nhóm thủ môn bao gồm Văn Toản, Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Biểu đang tập riêng với huấn luyện viên thủ môn. Đó, còn nhóm cầu thủ ngoài thủ môn ra thì các cầu thủ khác đang khởi động cùng huấn luyện viên thể lực Park Sung Gil. Việt Nam sẽ đá sân này nhé. Ngoài ra đây cũng là sân mà sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết của SEA Games. Thưa quý vị và các bạn, xin chào Trịnh Nguyễn. Đó, nên rất mong là mọi người sẽ cùng chú ý và cùng theo dõi cổ vũ. Mình sẽ có một video clip để nói về cái mặt sân này cũng như là cái tổng quan review cái sân đấu này, nơi mà chúng ta sẽ phải
thi đấu ở đây, và nếu như ở trận chung kết tranh huy chương vàng thì đây sẽ là một sân đấu có thể coi rằng chứng kiến điều đó của đội tuyển U22 Việt Nam. Rồi, đây mình sẽ cho các bạn xem người đứng đầu đây. Đố các bạn nhận ra là ai? Đố các bạn nhận ra là ai? Người đứng thứ hai đang là Đức Chinh rồi. Vâng, Đức Chinh, cả đội đang tập những động tác rất uyển chuyển, rất uyển chuyển, giống như đang nhảy vậy. Vâng, có thể gọi là đây là bước nhảy xì tin của U22. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Mình thì xin phép là không đến được gần, tại vì là ảnh hưởng đến quá trình các cầu thủ luyện tập. Thứ hai nữa là thầy Park cũng đã có một cái quy định đối với những người livestream thì sẽ phải đứng ở một khoảng cách xa để tránh ảnh hưởng đến các cầu thủ. Tại vì khi livestream thì mình sẽ phải nói rất nhiều, và khi nói vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Do vậy mình đứng từ rất là xa. Sân này thì sức chứa là 12.873 khán giả, tức là khoảng hơn 1 vạn các bạn ạ. Hơn 1 vạn khán giả sức chứa cho sân động ở Rizzo Memorial, một sân đấu rất quan trọng. Sân này thì sức chứa phải nói rằng cứ rất khiêm tốn thôi, nhưng so với sân Bina ngày hôm nay của mình đi thì còn lớn hơn rất nhiều. Sân Bina là nơi mà chúng ta sẽ gặp Brunei ở trận đấu đầu tiên và gặp Thái Lan ở vòng bảng, thì đấy là một sân đấu chỉ có sức chứa khoảng 2.500 chỗ ngồi, một sức chứa rất là nhỏ, rất là bé. Đấy là sân nhà của đội tuyển quốc gia nữ Philippines. Cảm ơn bạn Vũ Võ nha, cảm ơn Vũ Võ, cảm ơn bạn phòng vé 298. Vâng ạ, tranh thủ vào đây để bán vé máy bay luôn ạ. Vâng ạ, xin chào Bùi Thị Lưu ạ. Đây là sân Rizzo ở Marina mọi người nhá. Rồi, cảm ơn Đỗ Loan. Nếu mà không rõ lắm thì mong mọi người thông cảm một chút, tại vì là bọn mình cũng không thể đến gần được hơn. Và ở đây thì mạng nó cũng không được ổn định và mắc binh như ở Việt Nam. Nó thật là 4G ở đây thì mình khi mình so sánh tốc độ thì là nó không có sự ổn định cao như ở Việt Nam. Do vậy là đôi khi chúng ta sẽ thấy là những hình ảnh nó hơi bị nhòe. Cảm ơn Minh Huy có bạn nhé. Có đầy đủ hết. SEA Games là một cái kỳ đại hội rất lớn của Đông Nam Á. Do vậy là rất nhiều các đơn vị của chúng ta sẽ tiếp sóng cũng như là truyền hình và gửi đến quý vị những cái thông tin và hình ảnh liên tục. Next Sport là một ví dụ điển hình. Chính xác. Mọi người ơi, ở SEA Games chúng ta sẽ đá sân cỏ nhân tạo nha. Ở SEA Games thì chúng ta sẽ đá sân cỏ nhân tạo hoàn toàn. Đấy. Cảm ơn Dương Thùy nhá. Cảm ơn Nguyễn Hữu Trường. Đấy, ở đây thì rất đông người và rất đông các phóng viên đến từ Việt Nam nữa. Rồi. Xin chào Phạm Biển nhá. Xin chào Phạm Biển. Rồi. Xin chào Nguyễn Duy. Mọi người cùng thả tim cổ vũ cho các chàng trai chúng ta nhá. Ở Philippines thì thực ra là chúng ta không gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm quen với thời tiết, tại vì thời tiết ở Philippines khá giống với cả thành phố Hồ Chí Minh. Múi giờ thì cũng chỉ lệch với múi giờ ở Việt Nam một tiếng thôi, tức là ở bên này thì sẽ bây giờ nhá. Bây giờ các bạn ở Việt Nam là bao nhiêu mấy giờ rồi ạ? Bây giờ là ở bên Philippines đang là 5 giờ 5 mọi người ạ. 5 giờ 5. Sân cỏ nhân tạo thì sẽ gặp khiến các cầu thủ chúng ta sẽ phải làm quen, tại vì bình thường thì các cầu thủ sân 11 của chúng ta sẽ đá trên sân cỏ tự nhiên các bạn ạ. Và khi mà đá trên sân cỏ nhân tạo thì sẽ phải tập luyện, bởi vì sân cỏ nhân tạo sẽ cứng hơn một chút này. Sẽ phải cần những cái hướng di chuyển, những pha di chuyển bứt tốc nó sẽ phải khác hơn, cẩn trọng hơn một chút. Sân cỏ nhân tạo thì cũng dễ có thể tạo ra những cái chấn thương hoặc là ít nhất là những cái đau ở bàn chân hoặc là gót chân. Thứ hai nữa là nó cần một số loại giày rất là đặc thù. Vâng. Ở Việt Nam là 4 giờ 5 ở đây đang là 5 giờ 5 các bạn ạ. Đấy. Ở đây với ở Việt Nam chênh nhau 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng thôi. Mọi người thấy không? Thì mình nói qua một chút là SEA Games ở Philippines thì họ không quan tâm quá đông, nhưng mọi người có thể thấy đây hoàn toàn hầu hết là những phóng viên Việt Nam. Mọi người nhìn này, đây hầu hết là những phóng viên Việt Nam. Tức là cái sự quan tâm của độc giả tại Việt Nam về SEA Games nói chung và bóng đá tại SEA Games nói riêng nó là rất lớn. Đó là cái nhu cầu của khán giả. Do vậy là sự có mặt rất đông đảo của đội ngũ phóng viên, rồi biên tập viên và các đài truyền hình, các tờ báo, các trang mạng xã hội của Việt Nam là cực kỳ nhiều. Đấy, điều đấy thầy Park đã nói một cái câu rất hay liên quan cái điều này, là thầy Park nói rằng là trước đây khi mà bắt đầu đi U23 châu Á thì là chả có báo chí nào quan tâm mấy, và khi chụp ảnh ấy, cả đội chụp ảnh ấy thì phải nhờ một người khác chụp ảnh hoặc là tự chụp ảnh cho nhau.
Còn bây giờ khi mà có đông người như này thì đương nhiên đội sẽ có những nhà báo ảnh chụp lại bức ảnh rất đẹp gửi đến mọi người ở Việt Nam, nhìn rất là rõ nét. Vâng, đội ngũ trợ lý đang khiêng khung thành mọi người. Vâng, hiện nay đang có 5 người nhưng mà khiêng một cái khung thành rất là to. Vâng, đấy, còn đây là chú Hiền, là người trưởng đoàn của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games năm nay. Mọi người nếu còn nhớ thì chú Hiền cũng là trưởng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam thi đấu tại King's Cup, và ở King's Cup thì chúng ta đã vượt qua Thái Lan. Nói rằng là chú cũng là một người rất tâm huyết, tận tâm, chu đáo và là một người mang lại rất nhiều may mắn cho bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua. Đấy. Ok, đây là những phóng viên Việt Nam đến đây, mọi người đã di chuyển quãng đường rất dài. Có người hôm nay vừa xuống sân bay đã ra ngay sân tập luôn. Đấy. Anh. Đây nào, dạ. Lâu chưa? Em sang 2 hôm rồi. Ui, ở đâu ấy? Em ở gần đây. Tuấn Ca May thấy bảo trợ lý lên đến 20 người à? Thực ra là phải giải thích cho các bạn dễ hiểu là SEA Games này chúng ta U22 Việt Nam chúng ta có tổng cộng là 40 nhân sự trong cả đoàn, bao gồm ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ trợ lý, hỗ trợ hậu cần. Đó, tức là gần như chúng ta sẽ có được một đội ngũ hỗ trợ rất là tốt. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta ra sân sớm như thế. Đấy, ra sân cực kỳ sớm bởi vì chúng ta có một đội ngũ riêng để làm hậu cần, một đội ngũ riêng để chăm lo các bữa ăn, một đội ngũ riêng để lên kế hoạch tập luyện, một đội ngũ riêng để làm công tác di chuyển, một đội ngũ riêng để liên hệ với đại diện của chủ nhà, một đội ngũ riêng để chăm lo các vấn đề về y tế. Do vậy là chúng ta đang có một sự chuẩn bị rất là tốt tại SEA Games năm nay, và chúng ta có thể thấy rằng là cao thủ và cả ban huấn luyện rồi đoàn của U22 Việt Nam, mọi người đều đang rất là thoải mái về mặt tâm lý, và cái sự chuyên môn hóa này là một cái sự chuyên nghiệp mọi người ạ. Đó là sự chuẩn bị cần thiết. Đó, chúng ta có rất nhiều các trợ lý liên quan đến chuyên môn, sẽ đặc biệt là chúng ta sẽ có những, ví dụ có những vị trợ lý chuyên để cắt hình, phân tích các băng ghi hình các trận đấu mọi người ạ. Đấy, đó là một người chuyên biệt, và người đó sẽ có nhiệm vụ là cắt những băng ghi hình và báo cáo lên ban huấn luyện, huấn luyện viên Park và trợ lý Lee. Sau đó thầy Park sẽ cùng thầy Lee xem băng và mổ băng cùng các cầu thủ, đưa ra những phân tích điểm mạnh điểm yếu của các đội tuyển khác, sau đó chúng ta đưa ra cái chiến thuật để thi đấu. Đó mọi người ạ. Đá thì sẽ là 25 tháng 11 mọi người nhé, 25 tháng 11 sẽ trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam, 26 tháng 11 thì đội tuyển nữ sẽ ra quân gặp Thái Lan. Đó, và chúng ta có thể thấy là đang đến gần rất là sát rồi. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra buổi họp báo, ngày mai nhé mọi người nhé, trưa mai thì sẽ là họp báo trước giải đấu. Chúng ta sẽ không có những cái buổi họp báo trước những trận đấu, tại vì có 2 ngày 1 trận cơ. Chúng ta sẽ có họp báo trước giải đấu, và ngày mai chúng ta sẽ cùng nắm được nhiều thông tin hơn từ huấn luyện viên Park và đội tuyển U22 Việt Nam với những thông tin trước giải đấu, sự chuẩn bị. Cảm ơn bạn Thạch Khánh Duy, bạn có hỏi là sao U22 Việt Nam dùng áo đấu để tập. Cảm ơn bạn, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mang lại may mắn và sự phong thủy dành cho các cầu thủ. Do vậy là ban huấn luyện sử dụng áo này để tập, mình nghĩ rằng cũng không vấn đề gì cả. Tuy nhiên chúng ta đây những cái áo để tập thôi, khi thi đấu chúng ta sẽ có một áo nữa cũng màu đỏ như này để có thể tham gia thi đấu. Mọi người yên tâm nhé. Đấy, cái yếu tố này liên quan đến yếu tố phong thủy thôi, mình nghĩ là như vậy. Xin chào bạn Thế Quyền. Rồi phía xa xa cái thì bộ ba thủ môn chúng ta vẫn đang tập luyện. Đó, Bùi Tiến Dũng, Văn Toàn và Phan Văn Biểu. Đây là bộ ba thủ môn của các thủ U22 Việt Nam. Thầy Park như thường lệ vẫn đi xung quanh để quan sát. Thầy quan sát rất kỹ, mọi người trông thấy đâu nhưng thầy quan sát rất kỹ từng chi tiết một. Và khi bất kỳ ở đâu có một điểm bất thường hoặc tôi thấy một hiện tượng lạ thì ngay lập tức thầy Park sẽ đưa ra chỉ đạo với các trợ lý của mình để khắc phục điều đó ngay tại chỗ. Đó, đó là một điều mà tôi cảm thấy rằng là thầy Park là một người có khả năng quan sát rất là tốt. Các bạn nhìn thấy thầy trông thầy thế này thôi. Đấy, nhưng mà cái gì thầy cũng thể quan sát và biết ở trên sân. Cảm ơn bạn Minh Trần rất nhiều nha. Vâng, chính xác, ở đây thì mình nói cho các bạn một chút đây. Ở đây họ vẫn đang làm việc này, họ vẫn đang sửa sân. Đấy. Đây này, họ vẫn đang sửa. Đó, ở đây vẫn đang sơn này, sân này vẫn đang chỉnh sửa mọi người. Xin chào Phí Đình Sơn nhá. Rồi Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, rất nhiều, Tiến Linh, Thành Trung, Trọng Hùng, Trọng Hoàng, và mọi người có thể yên tâm và thoải mái đi. Các cầu thủ chúng ta đều rất sung sức và cực kỳ tuyệt vời luôn.
Đó, mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi nha, mình sẽ giải đáp cho tất cả mọi người. Câu hỏi mọi người thắc mắc liên quan đến đội tuyển. Một lát nữa thì bọn mình sẽ phải rời sân, bởi vì là bọn mình sẽ chỉ có khoảng thời gian tác nghiệp là 15 phút thôi. Do vậy là những thông tin còn lại thì bọn mình sẽ gửi đến mọi người thông qua các video ở trên các trang mạng xã hội, nền tảng mạng xã hội mọi người nhé. Và Ngô Tiến Tuân, cái này thì mình cũng chưa xác nhận được thực tế, vẫn đang chờ bạn ạ. Bên nước bạn bây giờ đang là hơn 5 giờ mọi người nhé. Xin phép các bạn là mình đứng từ xa một chút, tại vì là đến gần thì mình cũng sẽ không truyền tải được thông tin cho mọi người. Mình đứng xa để mình nói cho các bạn được rõ hơn. Xin chào Huy Võ. Rồi, xin chào Khang Huỳnh. Ok. Rồi, xin chào Nhật Đặng, hay quá. Nhá, mọi người yên tâm. Mình sẽ có một video gần sát hơn. Đội tuyển tập thì mình sẽ về gửi ở bản tin cho các bạn. Đây, cái Park vẫn đang di chuyển ở đây. Đấy. Trời, gọi là bây giờ sân vận động nó phải bật đèn rồi mọi người ạ. Đấy, cho trời nó đừng nhạt nữa. Cảm ơn Tùng Dương rất nhiều. Xin chào Quỳnh Trang. Xin chào Trường Hải. Bóng đá nữ cũng có. Bạn ơi, bóng đá nữ có, bọn mình ngày mai sẽ có những hình ảnh của bóng đá nữ. Đây. Đây là cỏ nhân tạo mọi người nhé. Trò chuyện một chút này. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang đây, mình đang có mặt ở sân. Phía sau mình đây là khu vực ở trên sân, họ vẫn đang tập luyện, rồi đang sửa chữa. Chúng ta vẫn đang tập, và đội tuyển thì vẫn đang tập, còn ở đây họ vẫn đang sửa chữa khán đài các thứ, một số hạng mục của sân nữa. Rồi, chính xác, thưa quý vị, là 25 tháng 11 sẽ là trận đấu đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam mọi người ạ. Ok. Rồi. Đấy, mình sẽ đứng ở đây. Ok. Thì rất là vui, bên này không lạnh, rất nóng. Bên này thì thành phố như thời tiết như ở thành phố Hồ Chí Minh, không hề lạnh chút nào cả. Và những cái chiếc áo khoác mình mang sang đây thì đến sân bay nó trở thành những thứ rất là dư thừa. Nhưng mình vẫn phải mang sang, bởi vì khi về Việt Nam vào ngày 11 tháng 12 thì mình sẽ rất là lạnh. Đấy. Điều kiện ăn uống ngủ nghỉ thì rất tốt. Mọi người có thể theo dõi khách sạn của đội tuyển, khách sạn 4 sao ở Marina, tên là Zen Hotel. Với một đội ngũ ở bên trong có một cái khu bếp riêng dành cho chúng ta, được bố trí riêng, và khu bếp đấy thì được những đầu bếp tốt nhất ở đấy để có thể chế biến và nấu ăn dành cho đội tuyển. Ngoài ra thì đội ngũ trợ lý của thầy Park cũng có những người lo về phần dinh dưỡng, khẩu phần ăn của các cầu thủ. Họ sẽ phối hợp với đầu bếp để đưa ra những cái bữa ăn tốt cho chúng ta. Tối ngày hôm qua thì các cầu thủ chúng ta đã được ăn một bữa hải sản, theo mình biết là như thế, khi mà mình đến khách sạn mình tìm hiểu thông tin. Và có lẽ đó là lý do khiến cho các cầu thủ ngày hôm nay rất là khỏe. Đấy. Rồi. Ok, ngoài ra thì ở đây có một cái rất là dở, đấy là tắc đường mọi người ạ. Cái quá trình di chuyển ở đây nó sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi vì tắc đường kinh lắm. Tắc đường như kiểu ở Trường Chinh giờ cao điểm, mọi người tưởng tượng như thế. Lúc nhích rất là khó, ví dụ như là đến những cái khoảng cách 30 km, thậm chí chúng ta phải di chuyển đến 3-4 tiếng là chuyện bình thường. Đấy, mặc dù kể cả cao tốc. Ok. Không, là xin chào mọi người nha. Bây giờ thì mình xin phép là gửi để cho mọi người những hình ảnh của đội tuyển tập ở trên sân, những hình ảnh cuối cùng mình có thể tác nghiệp được, tại vì mình chuẩn bị phải rời khỏi sân rồi, vì lý do liên quan đến thầy Park sẽ cho đội tập kín, do vậy là mình sẽ chuẩn bị sẽ phải dừng stream ở đây. Đấy, xin chào Nguyễn Duy nhá. Mình đang hơi bệnh một chút thôi nhưng không sao, gọi là ốm vặt đấy mà, mình đã mang thuốc từ Việt Nam sang đây rồi, uống nốt liều ngày hôm nay thì mình sẽ khỏi thôi. Đấy, các cầu thủ của chúng ta đây. Bây giờ cao thủ sẽ uống nước kìa. À, họ vừa trải qua một phần khởi động nhẹ trong buổi tập đầu tiên. Rồi, xin chào Nguyễn Trọng Đại nha. Mọi người nha, trước khi mọi người có thể là tí mọi người sẽ phải đi nấu cơm hay gì đấy vào buổi tối, thì mọi người nhớ chia sẻ livestream này đến với tất cả những khán giả tại Việt Nam. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mình xin phép dừng stream ở đây. Đã đến giờ hết giờ để có thể tác nghiệp rồi. Hẹn gặp mọi người vào buổi livestream ngày mai ở buổi họp báo của đội tuyển U22 Việt Nam nha. Xin chào và đừng quên thả tim dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Bye bye.